Kính thưa các cụ bà, kính thưa các ông, các bà cùng toàn thể tân quy khách của gia đình. Hôm nay được ngày lành tháng tốt, ông bà, ông chú Hảo chúng tôi trên Sơn Vi Phú Thọ có cái lễ xin đón dâu để biến báo đến các ông, các bà cùng toàn thể gia đình, nhà gái để xin cháu chuyện trang về làm dâu của ông bà, ông bố chúng tôi trên nhà. Lời đầu tiên xin kính chúc các ông, các bà cùng toàn thể bố chưa tuổi mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin được quý vị dành những tràng pháo tay thật to để cảm ơn quý vị tiền con tiền ở họ trai. Và kính thưa quý vị, sau vừa ý kiến của cùng đại diện họ nhà trai có ý kiến thay mặt cho họ nhà gái, chúng tôi xin trân trọng tiếp nhận lễ đón dâu của họ nhà trai. Và cũng xin báo cáo với các cụ công quản là hiện nay thì cũng đã chuẩn bị đến giờ đẹp, xin được trân trọng kính mời các cụ công bà uống nước và mừng hạnh phúc cho hai cháu. Xin được mời chú rể vào đón cô dâu ra bàn uống nước và bái yết các cụ công quả và tiếp khách của buổi hôn lễ ngày hôm nay.
loved you, kissed you, loved you, kissed you, loved you, kissed you, loved you, loved you.